Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video số 2 thực hiện tại vườn anh Đặng Phương, phường Lam Hạ, phủ Lý Hà Nam. Anh em chúng ta di chuyển đến một số những cây chanh này, cây mít này, những cây ăn quả bonsai tại vườn anh Đặng Phương. Ôi, cái chanh này to thế. Chanh nguyên bản của nó chứ có cây ghép gì không? Nguyên bản à? Ôi, to thế nhỉ. Anh đo luôn cái chậu đường kính bao nhiêu này, chậu lục giác bao nhiêu này? Chậu 1m2. Vành gốc đi, vành vành thân đi. 36 ạ. 36. Thoát thân thoát, là 1m2. Thoát lên 1m2. Chia cành. Tổng cây cái này là không tính chậu là 3m ạ. Nếu mà đo chiều cao đấy là 3m đấy. Từ mặt chậu mặt bầu đến đỉnh ngọn là 3m ạ. Rồi. Thoát 1m2, vành 36. Đúng rồi, 36. Hay nhà. Cái chanh 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 nguyên bản của nó mà to này là chứng tỏ bao nhiêu năm trời mới có được cái chanh như này. Cái mầm gốc này nó thể hiện được tất cả cái mầm này lên đều là cái mầm chanh hết. Nếu mà da bưởi của nó sẽ ra nó sẽ là thâm. Rồi, thâm đen. Nhưng mà cái thằng da chanh này da nó chuyển màu ngả vàng, rêu, xanh. Cái cây như mình đang quay đây thì giá thế nào anh? Cái này là cháu giao lưu là giá là 15 triệu tại vườn. 15 triệu bán tại vườn. Vâng. Vâng, chưa bao ship. Cây này to, vận chuyển xa. Được rồi. Tiếp đến cho hết cái chanh chanh đi xem nào. Xong rồi đến mít này. Vâng. Cây này cũng già cây. Yeah. Già mà con này dễ chơi, con này form nó tầm trung. Con này là được kính chậu 1 mét ạ. Đấy, được kính chậu 1 mét và vanh của nó là 30, vanh của nó 33, vanh 33 mà nó thoát thân là đúng 1 mét ạ. Vâng. Mà cây này là từ mặt chậu đến đỉnh ngọn là 2 mét rưỡi. Cao 2 mét rưỡi. Cây này dễ chơi ạ. Cây mua dễ... cây có quả luôn, ăn vâng. Quả luôn này. Cây này hiện tại năm nay là cho lên chậu muộn nên nhỡ một lứa hoa. Cho nên hiện tại nó chỉ có khoảng gần 20 quả. Cái lứa hoa mà anh đưa lên chậu là lúc ấy nó gần sát Tết đúng không? Thế là không kịp ra hoa. Chứ nếu mà ra trước tháng chạp thì Tết vừa rồi rất là sai quả. Rồi, vì anh đưa lên chậu nó ít nhiều nó ảnh hưởng. Nó bị trốn mất một thời gian, nhưng bây giờ thì hiện tại cây nó rất là xanh tốt. Tức là cây hiện tại giờ nó tốt hơn rồi. Rồi. Lứa quả sắp tới là lứa hoa sắp tới là lá với cái lượng lá như này thì nó rất là nhiều quả. 100% đây chú xem này, chú quay một gốc này là mầm này, mầm chanh ta xị. Cái con mầm bưởi của nó là lá là nó có 2 ngấn. Nhưng mà lá chanh là chỉ có một thôi. Đây là lá chanh là chỉ có một. Đúng rồi. Nó chỉ có một, lá bưởi nó có ngấn dưới, ở dưới là gọi là lá bưởi nó có 2 ngấn. Chanh ta này. Chanh ta thịt gà. Cũng thơm. Thịt gà lá chanh, để tôi chụp cái ảnh cây chanh này cả. Vâng. Anh đứng cạnh gốc à. Đấy, chụp nhá. Cây này thì bao nhiêu tiền hả cháu? Cây này là giá là cháu giao lưu 12 triệu. Giá 12 triệu và rồi tiếp tục nào. Đấy, cây này nó xẻ thân ở phía dưới. Vâng. Nhìn lại càng nhiều. Úi dồi, tán rộng thế nhỉ. Vâng, con này tán nó lại sum rộng. Đẹp quá. Con này vanh của nó là 40. Rồi. Chậu của nó 2m2. Mà từ mặt chậu đến đỉnh ngọn là 28. Nó là một gốc này nhưng mà chia ra hai thân. Cái này cháu giao lưu là 15 triệu. 15 triệu cái này. Vâng. Nhà cháu là chuyên về chanh ta. Vâng. Cháu không đi vào chanh ghép. Tuyệt vời đấy. Vâng. Nhìn gốc to mà chia nhánh thân ngay từ dưới này càng chắc cây. Hiện tại là cây nó này phun rễ nó rất là khỏe. Rễ nó đã ăn ra tận ngoài chậu rất là nhiều rộng. Hay nhỉ, chơi những cây chanh trong vườn. Vừa cảnh, vừa bonsai, vừa ăn quả. Rất hợp lý luôn đấy. Giá cây này là 15 triệu. 15 triệu. Bán ngang của nó là được khoảng 2m3, 2m4. Hiện tại là cây này cũng có quả. Nó... Có quả tôi nhìn thấy rồi. Nhìn thấy kia rồi.
Bây giờ chúng ta di chuyển đến cây mít bonsai nhé các bác. Cái mít này hiện tại đang nằm trong một cái chậu vuông 1 mét, phủ bì 1 mét. Mà cây này là nếu mà dáng chữ nho thì nó gọi là nó có cái dáng chơi nghệ thuật cao. Nhìn mặt nào cũng đẹp ạ. Chú nhìn mặt đấy cũng có cái nét đẹp, mà chú nhìn mặt này cũng có nét đẹp. Rồi. Bởi vì nó cây nó quái cây. Cái cổ cho đưa cái cổ lên đây thì đây là sao làm con tử thế này. Đây là nó có một cái rễ gốc đây, nhưng mà nó mượn một cái thân ra rễ thế này là nó có hai gốc. Cây nó hai gốc. Nó quái. Rồi. Cây mít này thì giá thế nào? Cháu giao lưu 12 triệu tại vườn. 12 triệu. Kỉnh là họ làm từ nhỏ nhỉ, cho nên là uốn thân cái nó gấp khúc rồi nó đảo. Mặt rất là đẹp, nhưng là chú nhìn đa chiều mặt nào rất là kỳ dị luôn. Sao cũng đẹp, không đẹp. Cái này là như cháu được biết là họ cũng từ lúc họ làm từ nhỏ, từ con giống nhỏ bằng cái đũa đến bây giờ thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng hơn 20 năm. Vâng, đây cây tử đang lên lộc này. Vì làm một cái dáng nghệ thuật này thì nó sẽ chậm lớn hơn là trồng một cây mít bình thường. Nó không phải là dáng lên thẳng như cây xoan, mà nó gập thân như này rất là nghệ thuật rồi, cho nên nó phải chậm hơn. Với giá báo là 12 triệu. Rồi. Vâng, bên này thì tôi thấy anh Đại Phương có cái mít lớn hơn. Cái mít này hiện tại cũng nằm trong chậu 1 mét ạ. Chậu vuông 1 mét này. Vâng. Bánh thân của nó là 46 ạ. Ừ. Mà cây này từ mặt chậu đến đỉnh ngọn là cao của nó vào 3 mét ạ. Rồi. Tán là 2 mét rưỡi ạ. Đây này làm cái mít này, quả rất ngon. Nó có cái đường chạy thân nó dị cây. Kì, bắt đầu uốn từ lúc còn bé tí này. Vâng. Gập hẳn xuống như cái cua tay áo, hay quá. Quái cây như này. Như cái vai bò. Rồi, đến lúc trên này lại đánh cành lắc lượn lại gập xuống. Giá tiền thế nào anh Phương? Cái này cháu giao lưu 15 triệu. Và cây mít 15 triệu. Cái này mà có nhà chậu vuông 1 mét. Có biệt thự mình để nó có quả rất là đẹp. Ừ. Vừa rồi cái quả nó lên cái cuống quả này. Cuống quả nó mới rủ xuống đây. Ấy, cây này nó gập thân nó xà xuống nhỉ. Cây này là chữ tâm. Ừ. Cây này có cái đường nho, có đường nét đây này, đường nét. Chữ nho thì đây là chữ tâm. Chữ tâm. Ừ. Chữ tâm hay được đúc vàng, hay được mạ vàng để mừng các cụ trong lễ mừng thọ này. Ừ. Đây là chữ tâm. Làm theo đúng lối chữ tâm mà cháu đang xây dựng lên ý tưởng là sau này quả nó sẽ đeo ở đây, cuống quả ở đây. Quả nó xuống đây thì mình chơi. Sau này làm cái tòa chỉ làm một cái quả phúc như này. Nó dày ở đây thôi. Sắp tới cháu sẽ cắt thấp đi. Sau này mình chơi một cái dáng này thôi. Vì cái này nó thấp thì khi nhìn dưới nhìn lên thì nó mới nhìn ra được chữ. Được rồi. Chữ tâm này. Chữ tâm, chữ phúc, chữ đức. Con này nó rất già. Khoảng hơn 20 năm. Mít quả rất ngon. Cái cây này thì giá thế nào anh Phương ơi? Cái đấy cháu giao lưu 12 triệu 500 ạ. Vâng, giá 12 triệu 500.
chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài đấy. Xanh quá nhỉ, lá rất xanh, cây khỏe. Và chia tay với cây mít chữ tâm, chúng ta đến với một cây vú sữa, là những cây hàng gọi là hàng cẩu đấy, hàng khủng đấy. Trước hết chúng ta nhìn cái đế bệ của cây vú sữa, nó trải ra 24 luôn. Cái đế của cháu là bệ 24 giờ, đường kính bệ là từ trái sang phải, là đường kính bệ là 2,8 mét. 2,8 mét à? Đường kính bệ chứ không phải chu vi. Rồi rồi. Vanh thân của nó là trên cổ bệ, là vanh của nó là vanh thân chỗ này. Là trên cổ bệ này là đo là gần 200 vanh. Mà đây là vú sữa lò rèn, hiện tại là đây là hoa của nó đấy ạ. Rất sai hoa. Vú sữa lò rèn thì nhiều hoa lắm. Đã ra quả rồi. Nhiều quả lắm. Vú sữa lò rèn thì nó siêu quả rồi. Mà lá của vú sữa lò rèn là lá nó dài và nó nhỏ lá. Đây chúng ta nhìn thấy này. Bệ trải ra kín hết nhỉ. Đẹp quá. Cái này nó nếu mà giờ di chuyển ra đến một vị trí khác cho khách hàng thì cây nó rất đảm bảo, vì là nó nằm ở vườn này cháu 4 năm. Nó thuần. Rễ của nó rất là nhiều, rễ nhỏ. Rễ chùm. Tay cành cũng rất to rồi nhé. Mà. Tay cành đòn cành to cho làm lâu. Cái này cháu bộ vừa chơi cho nên người ta đã ý thức người ta làm tay cành. Cộng về thời gian là cháu làm 4 năm rồi. Tôi đã vạch ra, tôi soi phía trong này cho anh em xem nhé. Với giá tiền thế nào cháu? Cái này giao lưu là 90 triệu. 90 triệu, và cây này là từ mặt chậu lên đỉnh ngọn là khoảng vào tương đương 4 mét, tán rộng là sải ra 5 mét. Cái này là phải đi con phọc lùn. Phọc. Cái này cháu di chuyển từ trong Lâm Đồng, Đà Lạt ra. Rồi, ok. Đây anh còn rất nhiều lô mẫu hương, mẫu đơn vàng này. Còn nhiều lắm. Hình như kia tôi thấy anh có cái hồng Tết thì phải. Cái nên năm nay thì có 2 quả. Sang năm thì nhiều. Nhà tôi được có 4 quả ấy. Nhưng mà tin tưởng sang năm sẽ có hàng chục quả. Sang năm rất là sai. Đấy. Cây này, cây đơn vàng này thì giá bao nhiêu? Cây này trong giao lưu là 12 triệu. 12 triệu. Cây này dáng bay sải bay của nó từ gốc ra ngọn là bay. Nói chung là chuẩn vàng. Vâng. Không vàng cứ giả là giả lại thôi. Hiện tại là vanh của nó là vanh. Vanh của nó là 27. Chậu của nó là chậu 90. Mà bay ra 3 mét. Với giá tiền là 12 triệu. Đây đơn vàng tôi thấy anh còn nhiều lắm. Chỗ này có 1 2 3 4 5 5 cây. 5 cây đơn vàng. 8 cây chanh là đều cây như thế này. Đều cây tầm cỡ lớn cả đây này. Đấy. Chanh này thì nó là ngoại cỡ, con này là vanh 52. Đấy. Con này vanh nó vanh 52. Vanh chính thức 50. Chưa được cho đo nhưng mà được rồi. Tức là có 8 cây. 8 cây chanh. 8 cây chanh, 5 cây đơn vàng chúng ta vừa xem. Còn mít thì 3 cây, một cây vú sữa. Vâng. Đây có một cây hồng hải hậu. Và đây là cây hồng Tết, hồng hải hậu đây. Hồng quả vuông. Vâng. Gốc cũng to rồi đấy. Gốc này là nó vanh của nó khoảng 27 ạ. Quả đây. Vâng. Cây này thì bao tiền anh? Con này cháu giao lưu 15 triệu. Vâng. Cái hồng này nó bản thân của cái hồng nó nha. Được rồi. Còn cây gì để đưa lên sóng nữa không? Hay, hay tạm thời thế đã. Bây giờ chú dừng cuốn này nhá. Đấy, để hỏi ý kiến anh cho thoải mái. Không anh bảo còn cái này cháu lại quên. Anh cứ nghĩ đi. Để tôi tắt video. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi xin tạm dừng cuốn video này để di chuyển sang cái vườn bên cạnh, nơi mà anh tập kết rất nhiều những cây mộc hương đẳng cấp, bonsai. Đấy, những cây hoa nhài. Ngoài ra còn có nhiều những dòng cây khác nữa để chúng ta tiếp tục giao lưu.